Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2022. Thì mình tiếp tục mình giới thiệu với cả nhà về một cái địa điểm du lịch ở tại Đà Lạt. Đó là chúng ta sẽ đi đến làng Đất Sét cũng như là ở đường hầm Điêu Khắc nha cả nhà. Thì đây là một trong những cái tuyến đường mà phải nói là rất là quanh co trên núi luôn. Nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ với cả nhà về cái điểm du lịch độc đáo này ở tại thành phố Đà Lạt. Thì cả nhà nhớ là khi mà chúng ta đi tới làng Đất Sét á, đầu tiên là gì? Chúng ta cần phải đổ xăng nha cả nhà. Tại vì ở đây là dọc tuyến đường là chỉ có núi và cây và một bên là vực thẳm thôi, chứ là không có những ngôi nhà mà bán xăng lẻ đâu cả nhà ha. Thành ra là cả nhà nhớ là nên đổ xăng trước khi mà chúng ta đi đến làng Đất Sét này. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với cả nhà. Rồi bây giờ khi nào mà gần tới làng Đất Sét thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà tiếp nha. Rồi cả nhà đợi mình chút nha. Tại đường đây nó rất là quanh co nha cả nhà. Nó là chạy cực kỳ cẩn thận chứ cả nhà chạy nhanh là cả nhà không có điều khiển được đâu. Có nhiều cái tình huống mà xe nó đổ ngược trở lại á, không có né được á. Chào rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta đã tới là đường hầm Điêu Khắc hay còn gọi là làng Đất Sét này cả nhà. Đây là một trong những cái công trình có thể nói là rất là độc đáo và đặc biệt ở tại Đà Lạt luôn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào đó để chúng ta tìm hiểu nha cả nhà. Hình như đây là được tạo hình từ những cái đất sét hay vậy. Điểm đặc trưng đầu tiên nha cả nhà. Rất ấn tượng luôn. À mà mình cũng chia sẻ với nhà luôn, tuyến đường này thuộc dạng như là nó rất là vắng và thêm cái nữa là nó không có đèn gì hết nha cả nhà. Thành ra là cả nhà có đi du lịch đó, thì cả nhà nên đi buổi sáng và buổi trưa thôi. Còn bây giờ thì thật sự là mình đi buổi chiều rồi. Nó cũng khá là mạo hiểm á. Nhưng mà do là mình muốn chia sẻ với cả nhà về một trong những cái clip cuối cùng của mình ở tại thành phố Đà Lạt trong cái dịp khám phá Đà Lạt trong 2 ngày cuối tuần. Thì mình cũng muốn chia sẻ về những cái gì mà độc đáo nhất để cho cả nhà cùng cảm nhận và hiểu biết thêm khi mà những cái anh chị em cô chú bác mà chưa từng đặt chân đến đó. Thì chúng ta sẽ cùng du lịch qua màn ảnh nhỏ cả nhà ha. Đây, khu vực bãi đậu xe có thu phí 16 chỗ 20.000, 29 chỗ 50 chỗ là 30.000. Thì là chúng ta đã tới là đường hầm Điêu Khắc làng Đất Sét rồi. Và bây giờ mình chưa biết là ở khu vực nào đây. Đây cũng có quán Đất Sét nè cả nhà. À mình thấy bãi xe máy rồi. Đường hầm Điêu Khắc đây. Đến rồi, đến rồi. Dạ. Yeah. Đây là bãi xe máy của chúng ta đây. Chúng ta sẽ chạy xuống dưới đó. Hiện tại thì mình thấy cái số lượng du khách ở trong làng Đất Sét cũng đang khá là đông đó cả nhà, chứ không có vắng như ở trên cái đường đi. Nó cái đường đi mà đến đây thì đối với làng Đất Sét này thì chắc cách thành phố Đà Lạt chắc khoảng mười mấy cây số đó cả nhà. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào tham quan đường hầm Điêu Khắc hay còn gọi là làng Đất Sét cả nhà ha. Dạ rồi, bây giờ chúng ta hãy tiến hành đi vào cổng thôi cả nhà. Ở đây có một cái tiệm trà sữa cũng như là bán bánh đồ ăn vặt rồi đó. Cũng rất là mát mẻ phải không ạ? Đây hình như chỗ này bán kem tươi 10.000 một cây cả nhà. Dưới đây cũng có một cái quán cà phê thức ăn nhanh. Đây là đường hầm Điêu Khắc. Cho vé là 90.000 một người nha cả nhà.
cho em dưới 1m, 3 là 30 ngàn một người. Bán trên một vé. Dạ. Rồi. Rồi, chúng ta vào trong thôi cả nhà. Khi mà bước vào đây thì mình giới thiệu với cả nhà về quang cảnh bên trong trước nha. Đây chúng ta sẽ có một cái quán bán cơm lam, gà nướng nè. Quán cà phê nè. Đây giống như là một cái điểm để cho cả nhà có thể là check-in chụp ảnh á. Những cái tiểu cảnh ở đây nè. Cả nhà xem ha. Đây chúng ta sẽ có hai chiếc xe mà bánh hamburger khá là ấn tượng. Rồi chúng ta đi vào trong thôi. Đường hầm điêu khắc. Đây mời cả nhà cùng xem chung với mình nha. Mình thấy ở đây được tạo nên bằng những cái khúc cây cũng như là những cái chắc có lẽ là đất sét đắp lên đó cả nhà, để tạo cái điểm nhấn, điểm đặc trưng. Rồi chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ xem bên đây chút đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi xuống dưới. Ở đây thì chúng ta cũng thấy là một cái chú rồng phun nước. Nhìn thôi thì cũng biết là từ đất sét rồi cả nhà. Và đúng là thực sự tạo nên một cái cảnh quan như vậy không hề đơn giản thế nào phải không ạ? Cả nhà xem chú rồng nha. Những cái bẫy nè. Đó, những cái râu nè. Con mắt nè, những cái răng nè. Rất ấn tượng luôn. Rồi chúng ta đi vào bên trong. Rồi vậy là chúng ta sẽ đi xuống dưới này trước. Tại vì nếu mà đi đường hầm điêu khắc thì chắc có lẽ là phải xuống đây trước. Cái nhà hàng. À, chú rồng này thì được tạo dáng từ ở phía dưới này lên phía trên này cả nhà. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Khá là ấn tượng. Ở đây chúng ta thấy một cái sự kết hợp giữa đá và đất sét. Đó. I love Đà Lạt. Không nói, không nghe, không nhìn. Cái nhà đợi mình tí nha. Đó, cái nhà thấy là ở đây là ba cái biểu tượng đầu tiên mà để cho chúng ta có thể là chiêm nghiệm phải không ạ? Nếu chúng ta ít nói, ít nghe cũng như là ít nhìn á, ít để ý, ít quan sát thì chúng ta sẽ đỡ những cái muộn phiền hơn phải không ạ? Những cái bức tượng này thì mình thấy là chiều cao chắc khoảng 1m8 á. Đây đa số là các chú khỉ nha cả nhà. Bên đây là không thấy nè. Không thấy với không nhìn. Khu vực cấm leo trèo. Thôi để mình lại mình gời thử coi phải tư bằng đất sét không. Đá cả nhà. Ôi, cả nhà xem nè. À, vậy là đá rồi sau đó là họ sẽ đắp đất sét lên. Landian. Cái này mình thấy giống như là một cái rồi chúng ta sẽ đi hướng nào nhỉ? Ở đây thì mình thấy du khách đi xuống chắc có lẽ là đi lên. À, khu vực bên đây thì đang đóng cửa. Chúng ta không có đi cửa này. Chắc có lẽ là mình sẽ đi xuống dưới này trước rồi sau đó là chúng ta sẽ đi lên trên này hen.
Đây cả nhà. Nói chung thì mình thấy đất sét đắp lên thôi, chứ mình cũng chưa thấy một cái đất sét không ở chỗ nào nhỉ. Nhà có thấy là những cái chú voi trên đây nè. Rồi dưới đây cũng có nuôi cá nữa kìa nhà. Rồi chúng ta qua khu vực bên đây. Cái này chắc ngày xưa cũng là một cái làng đó cả nhà. Đất sét rồi sau đó là được quy hoạch lại trở thành khu du lịch thì phải. Mình nghĩ là như vậy đó. Đây là tạo hình của một con gốc cây ha. Cây. Đây là một chú rắn và những chú rùa này cả nhà. Đây cũng là một trong những cái điểm mà để cả nhà có thể là chụp ảnh nè. Đó, một cái đường đi đây, cả nhà đi lên đây. Giống như là những cái vật dụng của người dân mà ngày xưa ở đây sử dụng như đó, được tái hiện lại. Đây là những cái nải chuối nha cả nhà, cái cây chuối nè. Tái hiện lại đó cả nhà, mình thấy mình cũng có thể hiểu sơ sơ rồi. Ở đây một cái thác nước thì không biết là thác này nhân tạo hay là tự nhiên nữa, mà thấy giống nhân tạo hơn. Cả nhà xem bên đây là một chú dơi đúng không ạ? Chú dơi hay là giống như thằng lằn. Bên đây là một chú cá sấu nè. Rồi chúng ta đi lên trên thôi. Đấy, những chú rùa sẽ được tạo nên đây. Khỏe, bây giờ đợi mình tí. Qua đây để mình giới thiệu với nhà về tổng quan mới được. Cái đường này là nãy chúng ta có thể là đi lên đó cả nhà, nhưng mà mình quyết định là đi cái hướng bên kia đó. Ở đây như có một chú nhện nhện này cả nhà. Cái này mình thấy nó giống như tái hiện lại thôi. Những rễ cây leo đá. Đây sẽ có một chú ruồi rất là to này. Lan Bian. Rồi chúng ta đi tiếp thôi cả nhà. Lối tham quan chúng ta sẽ đi tiếp theo là cái đường này.
khúc này thì có gì đặc biệt đây? Ở đây thì mình thấy là tạo cảnh cái chiếc máy bay nè, K7985. Bên kia là một cái nhân vật ngôi nhà và một chiếc mô tô phân phối lớn nè. Đường hầm điêu khắc. Chúng ta sẽ đi theo cái hướng ở đây. Vậy là đường hầm điêu khắc này cũng đi chung với hồ vô cực luôn cả nhà, hồ thiên thần. Đây thì chúng ta sẽ có một cái chiếc mô tô được tạo ra để cho du khách tham quan chụp ảnh nè. Ở đây thì chiếc mô tô này rất là to nha cả nhà. Các nhà thấy không? Một người mà đi ngang này gần như là chưa bằng cái khúc đầu của chiếc mô tô này nữa. Khá ấn tượng. Đây chúng ta cũng có một nhà vệ sinh cũng như là chỗ một đồ ăn uống nè. Rồi chúng ta đi lên khúc này chứ. Mình cũng lại tò mò nữa. Thật ra nó bằng đá cả nhà, hoặc là bê tông đó, rồi sau đó là tạo ra rồi chét đất sét lên thôi. Rồi chúng ta qua khu vực bên đây. Đến đây thì mình mới thấy những cái bông hoa dừa, cái bông hoa đặc trưng của miền Tây cũng đã trồng ở đây nè cả nhà. Thác này chắc có lẽ thác nhân tạo rồi, nhưng mà thác lớn thì chắc chắn nó chảy sẽ rất là mạnh, thác tự nhiên á. Đây là mô phỏng một chiếc máy bay nè. Đó. Ở đây cũng mô phỏng một chiếc Vespa nè. Vespa khổng lồ nè. Còn bên đây là mô phỏng một cái nhà thờ. Cả nhà thêm đây là một chiếc Vespa khổng lồ luôn. Bề ngang chiếc Vespa này chắc khoảng 3 mét á, còn bề cao nó chắc khoảng là 2 mét. Khá là ấn tượng. Đối với chiếc máy bay này á thì bề ngang thì chắc khoảng là 6 tới 7 mét, chiều cao thì mình nghĩ là khoảng chừng 4 mét, 4 tới 5 mét. Rồi chúng ta di chuyển tiếp thôi. Ồ, khá là dài cơ nha. Khúc này vẫn còn những cái điểm để chúng ta đi tham quan nữa nè. Nè, để mình cho cả nhà xem chiếc Vespa nó to như thế nào nha. Đi bên kia nó có một cái đường đi nè, ngay chỗ cái nhà thờ nó có một cái bậc thang đó, đi bên đó qua nó dễ hơn. Đó, cả nhà thấy chiếc Vespa là bự khổng lồ luôn không? Rất là to luôn á cả nhà, khổng lồ luôn. Có chụp vô vậy hay núp gió được chưa? Núp gió. Núp gió được chưa? Núp gió nãy giờ không đi chụp. Mày núp gió, mày
thằng đầu tiên phải cao lên xíu. Gió sao chạy. Rồi, bên đây thì tiếp tục chúng ta sẽ có một chiếc xe ngựa nè cả nhà. Rồi cả nhà đợi mình tí nha. Dạ rồi, chúng ta tiếp tục đi khám phá ở đường hầm điêu khắc nha cả nhà. Đó, bây giờ cả nhà xem nè, khi mà chúng ta đứng ở khu vực trên đây á, chắc có lẽ là cái khoảng thời gian này á, ngày trước thì chắc có lẽ là một cái đường nước ở đây nè. Nhưng mà bây giờ thì đã bị rào lại rồi. Rồi, chúng ta cùng xuống khám phá tiếp thôi. Mặc dù là cái thời gian này buổi chiều nhưng mà cũng có rất là đông du khách. Phải nói đến đây thì nó khá là vất vả. Nhưng mà bù lại á, nó có những cái mà rất là độc đáo riêng cả nhà. Đây cũng là một trong những chiếc xe ngựa mà nó rất là to đây. Có điều cả nhà cẩn thận nghe, cả nhà mà mặc đồ trắng mà cả nhà dịnh vô trong những cái đất sét này là gần như là dơ đồ hết luôn á. Và chúng ta cũng sẽ có những cái điện thoại khổng lồ ở đây đó, hoặc là những cái ấm bình rượu ở đây, những chiếc xe ở đây. Là nói chung là mình có thể là hiểu được về cái đường hầm điêu khắc này như thế nào rồi. Có nghĩa là dùng những cái viên đá, sau đó là khắc nên ở ngay chỗ này là làng đất sét ngày xưa, thành ra là chét đất sét lên, chét đất lên nó thành làng đất sét, hay gọi là đường hầm điêu khắc. Lúc đầu thì nãy mình chưa hiểu lắm, nhưng mà bây giờ có lẽ là mình đã hiểu rồi. Làng đất sét với đường hầm điêu khắc là một, nó chỉ khác biệt ở một cái chỗ là nó không phải là đắp bằng đất sét thôi, mà nó là chét bằng đất sét. Điêu khắc là điêu khắc trên đá đó. Sau đó được chét đất sét lên. Đây chúng ta có những khu vực kem tư là 10.000 nè cả nhà. Đó cũng rất là bình dân luôn. Rồi cả nhà đợi mình tí nha. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển thôi cả nhà ơi. Cả nhà thấy ở đây thì được tạo ra nhiều cái cảnh quan để cho cả nhà có thể là chụp ảnh nè. Nhưng mà cũng phải cẩn thận tí nha cả nhà. Nhiều khi nó bị dơ đồ á. Nó khá là dính đó. Đây tựa tựa như những cái lâu đài không cả nhà. Đây là những tác phẩm điêu khắc ở trên đá, bằng đá mà được tạo dựng nên á. Chỗ em này bán là dâu lắc xoài lắc nha cả nhà. Đây cũng là một trong những chiếc xe rất là dài nè cả nhà. Đây là một cái chỗ hình như là chơi nhạc acoustic, nhạc cụ dân tộc thì phải. Khá là ấn tượng. Rồi. Rồi chúng ta tiếp tục thôi cả nhà. Ở đây là một cái đồng hồ ha. Đồng hồ La Mã ha. Dạ, nói chung thì nhìn thấy nó như vậy đó, không biết như thế nào nữa. Dạ, này nhạc Ấn Độ thì phải. Rồi chúng ta tiếp tục thôi cả nhà. Ở đây chúng ta có một cái khung cảnh tái hiện lại cái thiền viện Trúc Lâm này cả nhà, với một
quả chuông rất là lớn nè. Cái này chắc cũng khắc bằng đá hay bê tông gì đó cả nhà. Nó bắt đầu có những cái vết rạn rồi nè. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển tới khúc này. Khu vực này thì chúng ta sẽ có gì? Một cái tiêu cảnh hình cây đờn ở đây. Hình cây đờn ở đây nè cả nhà. Đó, những cái nốt nhạc cũng khá ấn tượng cả nhà. Những cái trống ở đây. Bên đây là nhạc cụ piano. Nói chung là những cái điêu khắc này khá là lạ. Được rồi, chúng ta sẽ di chuyển tiếp thôi cả nhà. Thì phải nói đúng là những cái tác phẩm mà điêu khắc nghệ thuật ở trong cái đường hầm điêu khắc này, nó là một cái điểm nhấn của cái khu du lịch này, cái chỗ làng Đất Sét. Ở đây tái hiện là một cái trống nè cả nhà, trống rất là to. Ở đây giờ cả nhà thấy nè, tạo ra một cái bản nhạc phải không ạ? Giống như là một cái trang nhạc vậy đó. Ai lên xứ qua đào nè. Gì trên đây. Rồi chúng ta bắt đầu bước lên đây thì chúng ta sẽ thấy những cái cảnh quan khác nữa cả nhà. Thấy nhìn nó giống như một cái gì? À, một cây kèn à. Cái kèn này là cái kèn thổi gì mà mình thấy hay ở trong cái những cái đám á, hay là những cái saxophone ha. Kèn này phải kèn saxophone không cả nhà. Đó cũng là một trong những cái nét đặc trưng của người dân Đà Lạt. Ở đây là một cái bản là kiến trúc Đà Lạt. Cuốn sách thì phải. Vậy tái hiện lại đó cả nhà. À, ở đây là một cái tái hiện một cái ngôi nhà thờ. Dạ rồi cả nhà, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Đà Lạt xưa thì có Dinh Bảo Đại phải không ạ? Đường hầm điêu khắc. Đường hầm điêu khắc sau đó được chét đất lên. Đó. Cái chỗ ta làm Đất Sét này. Đây là một cái tái hiện một cái to tàu lửa nè cả nhà. À, chúng ta sẽ tiếp tục thôi cả nhà. Duyên Nợ Đà Lạt. Ở đây là một cái radio nè cả nhà. Nói chung là những cái tác phẩm điêu khắc ở đây là rất là nghệ thuật á. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển tham quan thôi. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển thôi cả nhà. Đây chúng ta có một quán cà phê ở đây nè. Đây là hai cái bóng đèn.
Ở đây cũng hai cái bóng đèn, nhưng mà hai bóng đèn này là đã có lửa. Đây cũng tiếp tục là một cái tác phẩm điêu khắc rất là lớn nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy còn một em bé đứng đó không? Rất là nhỏ so với cái tượng đầu. Dạ. Chỗ như này là quán Đà Lạt cà phê. Có những trò chơi nhân gian ở đây nè. Rất ấn tượng luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hồ. Không biết phải cái hồ vô cực nằm đây hay không. Dạ rồi, chúng ta tiếp tục tham quan thôi cả nhà. Đây là đường chúng ta sẽ đi xuống. Chúng ta cũng sẽ thấy những cái chỗ mua bán nước giải khát, nước mía, trứng gà luộc, đồ vân vân. Đây là khu vực cấm, chắc có lẽ là nó đã bị hao mòn theo thời gian hay gì đó, nó không đảm bảo an toàn hay gì đó cả nhà. Đây là một cái to tàu thì phải. Epco cà phê. À, vậy là đây là một cái quán cà phê kia nhờ. Nhưng mà như không còn hoạt động nữa. Rồi, chúng ta đi xuống thôi. Khu vực này thì chúng ta cũng có những cái trò chơi nhân gian như là bắn cung nữa cả nhà. Đó. À, để trúng những cái vật thưởng. Đây cũng là một trong những cái nét đặc biệt. Cái nhà đi đến đường Hồng Điêu Khắc ha. Kẹo bông gòn. Khu vực này là khu vực nước giải khát. Ở đây mình thấy khu vực bán kem tươi nha cả nhà, với những cái đồ lưu niệm của những người dân tộc. Vàng cũng là một cái nét đặc trưng đó cả nhà. Dạ. Đây là một trong những cái tiểu cảnh hồ được tạo nên. Trong đường hầm điêu khắc đó cả nhà. Cả nhà có thể là chụp chung á. Mây trời với núi ở đây. Giờ rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển thôi cả nhà. Anh nói là cảnh quan được tạo ra thì cũng rất là đẹp và khoa học luôn. Không biết có phải là cái hồ này gọi là hồ vô cực hay không nữa. À, thấy các bạn chỉ dẫn thì cũng chỉ dẫn là nói về cái hồ vô cực đó cả nhà. Hay là cái hồ này, chắc không phải hồ này đâu. Nhà thấy bên dưới là rừng đó. Nên
nơi tình yêu bắt đầu. Vậy là nãy chúng ta có thể đi đường đó, đi chúng ta đi xuống đây nè cả nhà, thông qua những bậc thang. Vậy là đây là hình như là hồ Vô Cực là nằm đây. Thì chúng ta thấy là một cái dòng thác, nước khá là trong phải không ạ? Thì ra là chỗ này mình thấy là các bạn trẻ rất là thường xuyên chụp những cái cảnh vật này mà đăng lên trên mạng đó. Nãy giờ mình không biết đâu, thì ra là nằm ở trên đây, ngay chỗ đường hầm điêu khắc này cả nhà. Nước trong vắt luôn phải không ạ? Đây là một cái chỗ để tạo nên một cái điểm chụp ảnh cho các du khách tham quan. Thì ra là nằm đây. Cả nhà có thấy được cái mép nước ở chỗ này nè, gần như là chúng ta trong suốt ở cái mép này nè cả nhà. Chắc có lẽ đó là nguyên nhân gọi là hồ Vô Cực đó. Rồi chúng ta xem một vòng đi rồi chúng ta vui lòng xếp hàng. Gần như là ai muốn chụp hồ Vô Cực này thì bắt buộc là phải xếp hàng nè cả nhà. Giờ hiểu tại sao gọi là hồ Vô Cực rồi. Nhưng mà bây giờ trước khi mà để mình mời cả nhà cùng đi xuống đây chung với mình á, thì mình sẽ mời cả nhà lại khu vực mép bên đây. Tại mình thấy không biết tại sao mà ở đây nước nó, cái mép bên đây chúng ta không thấy một cái mép để chặn cái nước lại. Chúng ta đi lại đó xem, thì chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân ha. Đây có thể nói là một trong những cái nét đặc biệt nhất ở bên trong đường hầm điêu khắc đó cả nhà. Tay bây giờ không dơ quá rồi, rất là ấn tượng luôn. Rồi, chúng ta lại xem. Cái nhà có thấy được là cái mép nước không ạ? Nó hoàn toàn là trống lỏng luôn. Thì ra là đây là nguyên nhân nè. Nước nó sẽ được chảy vào đây, rồi nó theo một cái hệ thống nó sẽ quay ngược về bên kia. Thành ra là cái mép này cái nhà không thấy cái đường chặn lại đúng không ạ? Là mình cũng hiểu sơ được về cái hồ Vô Cực này như thế nào rồi đó. Cái nhà đợi mình tí nha. Chờ rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển thôi cả nhà ơi. Cái nhà thấy là đây là một trong những cái điểm mà gần như là mỗi khi mà các bạn trẻ đến với Đà Lạt á, thì chắc chắn sẽ ghé đường hầm điêu khắc này để tham quan đường hầm. Và khi mà đi lên trên này thì sẽ chụp chung với hồ Vô Cực. Đó, rất là ấn tượng đúng không ạ? Đây cũng là một cái hồ được tạo ra để cho các bạn chụp ảnh như thế nha. Cũng có một cái chỗ nè để cho cái du khách bước ra, sau đó bước lên chiếc thuyền này để chụp. Cái hình trái tim biểu tượng tượng trưng cho nơi tình yêu bắt đầu, như là một cái câu slogan được in trên đá khúc này. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển thôi cả nhà. Hồng treo gió cà phê
Hết đồ lưu niệm ở Đà Lạt luôn. Chúng ta di chuyển tiếp thôi. Đây chúng ta sẽ có gì? Một cái cánh đồng lúa Thiên Nga ha. Cũng khá là ấn tượng đó cả nhà. Tại trên đây mà để lúa để có thể là trồng được thì cũng phải chăm sóc rất là cực đúng không ạ? Hai chú Thiên Nga ở đây cả nhà xem nè, rất là to luôn. Rồi chúng ta di chuyển tiếp tục thôi cả nhà. Chung rất là hay phải không ạ? Hai chú Thiên Nga đẻ ra hai chú vịt con. Ba chú. Cũng khá lạ phải không ạ? Này cả nhà xem nè. Những chú Thiên Nga con. Sao mình nhìn giống chú vịt quá hen. Rồi chúng ta di chuyển tiếp. Chúng ta sẽ đến với một địa điểm tiếp theo, đó là Hồ Thiên Thần. Ngôi nhà đất đỏ kỷ lục Việt Nam. Chỗ này là nhà vệ sinh, cũng như là chỗ uống artiso. Cái nhà đây mình tí nha. Rồi chúng ta tiếp tục đi tham quan thôi cả nhà. Điểm tiếp theo là đây là một cái hồ thiên thần, cũng là một trong những cái đường ra của chúng ta. Cái hồ này nó cũng khá giống cái hồ Vô Cực ở dưới kia đó nha. Nhưng mà ở đây thì hai chú thiên thần ở đây. Nhưng cái view này thì nó lại không có đẹp bằng cái view kia phải không cả nhà. Cái kia thì chúng ta nhìn ra núi á. Đây thì cũng thấy núi nữa, nhưng mà nước ở đây thì nó trong hơn nha. Rất là khéo luôn. Cầm tú cầu ở đây như thế này cả nhà. Cả nhà đợi mình tí nha. Dạ rồi, chúng ta cùng di chuyển tiếp thôi cả nhà. Ở đây cũng là một trong những cái quán cà phê để cả nhà có thể là nghỉ mệt nè. Đi. Quán cơm ngon. Đi ăn kem con. Lẩu hải sản, mì xào, cơm chiên. À, cái đường này lối ra là chúng ta đi hướng đó thì chúng ta không có xem được hết. Và đi đây thì chúng ta mới thấy được. Đây cũng là một cái bức tượng. Nói chung là được khắc bằng đá thôi cả nhà. À, đây là bác sĩ Alexandre Yesin, là người đã tìm ra Đà Lạt. À, đây để mình cho cái nhà xem nha. Người này cũng như là một người có công vậy đó. Rất là lớn nè. Ông là bác sĩ y khoa, nhà vi khuẩn học và là nhà thám hiểm. Ông được nhắc đến như là người đồng phát hiện ra trực khuẩn gây bệnh dịch hạch. Sau này là được đặt chính tên của ông để vinh danh ông, Yesin. Ông sinh năm 1863 và mất năm 1943, 80 tuổi phải không cả nhà? Rồi, chúng ta tiếp tục thôi.
Việt Nam, Việt Nam Alphabet. Ở đây cũng có một cái ngôi nhà được tạo bằng những cái điêu khắc bằng tre, phải không ạ? Khá là ấn tượng đó. Ở đây hình như có cho vào tham quan nữa nha. Sẵn đây thì chúng ta cũng vào xem có gì đây. Khá là kinh dị cơ nha. Hồn. Khu vực này khá kinh dị. Thôi chúng ta di chuyển thôi. Quá. Rồi tiếp theo là đây mà một trong những cái tiêu cảnh cũng khá là đẹp. Chúng ta sẽ có một cái đồng hồ thời gian ở đây. Và chỉ năm nay là ấn định năm 2022. Rất là dễ thương phải không ạ? Virus Corona chích. Đồng hồ này rất là to nha cả nhà. Chiều cao chắc khoảng là hơn 4-5 mét gì đó. Đây là cái cổng chúng ta ra nè. Vậy là cái đây là cái công viên Covid-19. Cũng khá là ấn tượng á. Chúng ta có thể là ra bằng hướng đó, hoặc là chúng ta đi tham quan công viên Covid-19, sau đó chúng ta sẽ đi ra. Đương nhiên chắc chắn mình phải mời cái nhà đi tham quan rồi. Đây tạo hình một cái cây búa bứng cái con Covid lên. To lắm cả nhà. Ô, Đà Lạt là đầu tư tập trung là để xây dựng một cái công viên Covid-19 vậy luôn trời. Khá là bất ngờ với mình luôn á. Bàn tay của chúng ta đã bị trói lại. Đã có một cây búa chặt ra. Ý tưởng xây dựng thật ra cũng rất là hay cả nhà. Đây là một cái gì? Đè bẹp Covid. Đây là chiếc dài nè, giẫm đạp Covid nè. Chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết. Cái này thì một cái bao tay nè, đấm con Covid này kìa. Khá là hay hen. Đây là gì? Nước rửa tay. Cồn. Đó. Ở đây có một chiếc máy bay như vậy nha. Cũng được tạo ra ở bên trong đường hầm điêu khắc này. Ồ, ấn tượng quá. Xuất sắc lắm luôn. Nhìn như là quả tiễn vậy đó. Covid bị chói lại nè cả nhà. Không biết có ai tháo sợi dây dễ thoát cho nó nè. Mới có thích cười luôn. Mà ý nghĩa rất là hay. Đây có cuộc đấu võ của các con Covid nè. Bị con người là đấm bầm dập luôn. Đây là những tế bào không, Covid bị mang đi phải không ạ? Khá là nhiều những cái tiểu cảnh mini để cả nhà. Nói chung là để thấy thôi chứ mà nghĩ
để chụp chung thì chắc mình nghĩ cái nhà cũng ít có chụp chung với những cái hình như vậy phải không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta đi đến đường hầm điêu khắc này rồi thì chúng ta cũng có thể lưu lại những khoảnh khắc. Nhiều khi chúng ta có những cái nơi mà chúng ta nhiều khi chỉ du lịch có một lần thôi cả nhà. Thành ra là mình cũng muốn chia sẻ với cái nhà kỹ lưỡng như vậy đó. Nhiều khi có thể là lần sau là mình sẽ không đi khu vực này nữa đâu. Ngoại trừ nó có những cái gì mới lạ hay đặc biệt gì đó thì mình mới quay trở lại thôi. Còn bình thường thì bản thân của mình á, khi mà đi tới một cái khu du lịch nào á mà mình quay kỹ lưỡng nhất có thể rồi thì mình sẽ ít khi nào có quay lại trở lại lắm cả nhà. Ngoại trừ nó có sự thay đổi gì lớn thôi. Tòa án tối cao trái đất đó, giam cầm hết các bệnh nhân của các con Covid. Xiềng xích gương mặt nữa cả nhà. Hay ghê chưa? Diệt Covid, bắn Covid. Ở đây là một cái trò chơi nhân gian nhưng mà chắc có vẻ là cái người chủ ở đây 10.000 một mũi tên đã dẹp rồi. Đập Covid. Xuân này con không về. Sám hối, ân hận. Nhà tù Covid kìa nha. Đây là trại giam Covid. Những cái ống chích là chích cho nó lủng ruột hết nè cả nhà. Rồi chúng ta đi ra thôi. Chắc có lẽ là hết rồi đó cả nhà. Ồ, chưa hết nữa cả nhà ơi. Hình như chúng ta chưa đi hết nữa thì phải. Ở đây vẫn còn một cái đường hầm nữa nè cả nhà. Wow. Vậy là chưa đi hết nữa cả nhà. Rượu Ban Đà Lạt nè. Những cái đặc sản như là những trái cacao phải không ạ? Nếu mà so ra mình thấy là cái giá vé này cũng rất là xứng đáng cả nha. Là những cái tác phẩm điêu khắc mà trên đá như vậy tạo ra cũng không phải là chuyện đơn giản đâu phải không? Bông mạc chiso này cả nha. Đây những cái xe chở dâu này. Cái đường này là nãy lúc đầu chúng ta sẽ đi vô đó cả nha. Bây giờ chúng ta ra về thì chúng ta đi đường này. À, đường về chúng ta là ngay chỗ những chiếc xe hamburger này cả nha. Vậy là mình đã giới thiệu được với cả nhà về đường hầm điêu khắc, một trong những cái nét đặc trưng và rất là độc đáo luôn ở tại Đà Lạt này. Thì chắc cả nhà cũng
đã nắm rõ được về cái quan cảnh của đường hầm điêu khắc như thế nào phải không ạ? Là những cái bức tranh hoặc là những cái phác họa được khắc bằng đá, sau đó là ngày xưa thì chắc cái khu vực này là làng rất sét đó, thành ra là những người tạo nên dùng đất chét lên những tác phẩm nghệ thuật này để tạo cái điểm nhấn. Lần nữa thì cảm ơn anh chị em cô chú bác rất là nhiều. Nếu mà anh chị em cô chú bác có thời gian á thì anh chị em cô chú bác đi đến đây ha, để tham quan trải nghiệm tận mắt giống như mình. Cảm ơn anh chị em cô chú bác đã bỏ thời gian theo dõi video của Khương Nhật Minh. Hẹn gặp lại anh chị em cô chú bác vào video tiếp theo. Khương Nhật Minh chúc cả nhà luôn vui vẻ, xem video của mình để có thể là biết trước về cái điểm du lịch, cũng như là chúng ta có thêm những cái sự lựa chọn để quyết định có đi đến khu du lịch đó hay không. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Khương Nhật Minh chúc cả nhà luôn vui vẻ và sức khỏe khi xem video của mình. Chào tạm biệt cả nhà.